Rồi, Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Sáng sớm cô chú anh chị bây giờ đi vào để chuẩn bị. Đó, hôm nay là Tiên có mua cà phê sữa cùng với là bánh ít cho chú. Bữa nay có thêm cà phê sữa nữa cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì không có cái lo nên là nghe nó êm ả ha cô chú anh chị ha. Mà trời mưa nữa ha, quan trọng có trời mưa nữa. Ủa sao ập ngược lại đó chi vậy? Sự cố buổi sáng chơi nhìn trong căn chân ông úp ngược lại rồi nhờ sao. Đem xuống luôn đây, đem xuống đất đi rồi làm. Ơi ơi thôi từ từ đi hết rồi không được gì chút nữa, coi ai nghiên cứu làm lại được test. Lớn mà kêu mày kia này kia này sao lớn mà chưa ngu nè. Tự nhiên cái ốc vô đó là gì vậy? Anh núp vô được mà anh thấy ăn được kìa. Biết sao không? Úp vô mà lấy ra đằng trong chạy dầu này bị nước nè, núp vô lặn lặn cho. Rồi chắc hết nào cũng bể quá, em nghe cái gì cộp cộp quá à. Thôi để nó đi ha, ai làm được làm. Nếu Chứ để nào làm không biết bể gì vậy? Ai biết, anh có biết đâu. thôi vậy để Thôi mình đẩy đi anh à. nghe lời, nghe lời nhiều nó đó, nhiều nó dễ rồi. Tại vì cái này có nước nè, cái sợ đốt lên mình không cháy, anh Không mới cháy thì dặn cái tim lên, anh mới ập dầu xuống lên cho nó có dễ hơi bể mở. lắm á, cái đó dễ lắm á nha. Kỳ úp vô được, úp ra không được. Thôi đẩy đi, thang mình nghiên cứu sau đi. Để cà phê sữa tan. Thôi để đi qua bên đi, Ờ, chờ để qua hả? bên đi. Để coi hơn ai làm được. Biết đâu mình làm được, người khác làm được. Thôi bây giờ hết nhang cho chú trước. Anh nghiên cứu hả? Anh ơi, cái cây này qua anh lấy là nó có đứt đứt gì chưa? Hả? Không mừng qua là anh vào anh bức tập để Bứt gãy hả? Ngoài sao cái nhánh sao em thấy nó có cái phần đứt khúc vậy? Chết được chưa? Ơi. Hên quá. nên quá còn đi. Rồi không có bị gì hết cô chú anh chị ơi, xong rồi, xong rồi. Anh lấy ra nhưng anh vậy nè. Nè một chút nữa chắc là phải đổ như dắt nó lại luôn, nó nhiễu đầy cái tim nó rồi, bây giờ phải dắt cho ráo cái nhúng dầu vô là mới được. Ồ, bữa nay anh còn Ừ, đi. sáng ơ màu của chú Vũ Linh của chú anh chị. Bởi anh nói gì nè, mình lúc nào mình cũng vô sớm mà sao mình không bao giờ mình thắp nhang cho chú sớm Sớm ta. đúng không? Thấy lạ phải Kỳ ta. Cái hồ ngộ ta. Hồ ngộ ta. Cho nên thôi bữa nay mình đây cái bàn thờ hy này sinh cũng mình thắp nhang cho chú sớm của bàn sợ cho hy sinh. cái bàn chú này cũng đẹp được sĩ thứ hai đúng không? Ừ. Hai cây đèn dầu đúng không? Của chị Hồng Loan. Tính ra bây giờ ha, dầu đèn dầu là cũng chị Hồng Loan mang lên nè. Đó, rồi cây là cũng từ chính tay là chị Hồng Lên Loan trồng trồng nữa. Hả? mà đá đặc biệt là đá của Nghi Vũ nha, đá của Nghi Vũ Sao không bỏ đá đá cũ mà? như cũ nhưng mà Nghi Vũ À, ý là bỏ anh Nguyên Vũ Nghi Vũ là bỏ tự tay bỏ luôn đúng không?
Bây giờ mình sẽ lấy cái ớt ông để đây rồi mình nên để đâu đây ta? Ừ dạ. Không biết luôn ha. Buổi chiều anh qua anh quét bàn thờ ta. Bây giờ còn cái đâu đầu thuốc không mà còn cái giỏi không cái vậy. Trời ơi cái giỏi ai để đây. Chắc sợ mưa ướt. Mưa ướt sao quét được. Đậu cho Hoàng Dân Tâm được bình an vô sự. Vậy. Vậy à? Tại vì anh Tâm gửi anh Ngọc ngày nào cũng mua một ly cà phê sữa. Trời ơi, hả? Tại ngày nào giờ anh Tâm gửi luôn mà. Đó là tuy là anh không có đây nhưng mà điều anh cũng gửi anh Ngọc ở mộ của chú anh chị là mua cà phê sữa hàng ngày cho chú, nghe cảm động của chú anh chị ơi. Ủa? Ủa gì ủa? Nãy em thấy giống chị Bích với chị đâu ra? Thiệt mà. Đừng có bị nhầm không? Trời mà cái áo khoác về chứ. Có ràng mà. Đừng có bị nhầm không? Không có nhầm được. Nhưng mà lúc cột cái nhà nó bị cháy rồi cô chú ơi. Y chang luôn không có nhầm. Anh đổ dưới góc được rồi, anh đổ ở trên. À quên nữa, mình quên báo chị Hồng Ngọc là cái đèn bảy ngọn đèn lung linh đã hết sạch. Đó, đúng vậy hay không? Ánh màu vàng rõ ràng. Em nói thấy rõ ràng mà. Chỉ à, chị Hồng Ngọc cái xem video này cho thấy à. Ừ. Còn qua cái nước địa cho em một góc mà. Nhưng mà em quên. Mà nói gì cái áo của Hải thì chị cũng có thể gọi chị chưa. Nếu mà Hải không có mặc áo thì thôi à, mình để bấm cái tên rồi đó. Chị ngồi chào cậu buổi sáng nọ sao mà mình cứ chữ mình ngu không chào mấy thằng còn qua lao đã thấy là lên đau mà còn mắc chưa nhé gì chưa tèo. Chú Tiểu sáng nay em có cái tin gì hết à? Qua cắn clip hả? Gì cười vậy? Em cắn clip nào hả? Em cắn clip nào hay gì chú Tiểu? Có đâu. Sao em cười sáng sớm vậy? Lâu lâu cười cho cuốn mùa xuân vậy. Dễ hả? Làm gì tưởng đâu cưng cắn cái gì nữa.
Thì là hôm qua không cắn liếp mà cắn ớt rồi. Cắn chị xua rồi chứ thiệt hồn nhiên lắm, nghĩ sao nói vậy. Thì cũng như anh thì thôi nè, hôm qua người ta cắn hết đâu có cắn bao nhiêu đâu. Chú nói xem mà bà nói gì cắn cắn tao không hiểu. Tao nằm đây với cắn. Dạ sao anh không dục cái này xuống luôn đi. Mấy cái đó là hết rồi, lấy ra luôn. Nhưng mà ý từ từ cái này lấy. Anh đem cái thùng rác bỏ đây luôn. Đây nè, lấy bỏ xuống luôn. Mời bạn lại đây. Đây nữa nè. Hồi nãy chị thấy em ở cổng đúng không? Đó. Bà cũng muốn đi heo lên hả? Em nói mấy ảnh là em thấy chị. Rồi anh Ngọc mới nói là sớm, anh Ngọc nói chị nói là chờ chị ở ngoài cổng, chị vô sớm nha, cùng với mấy em luôn đó. Nhưng mà vậy anh nói giờ chưa thấy đâu, mà cái hồi em chở ếch vô cái em nói vậy là chắc chú cho ở giùm để chạy chạy, thì giờ đúng giờ là mình vô là thấy chị đằng sau luôn, là vừa đúng ý luôn á đó. Nhưng mà vô đây thì không thấy cái mà em nói là nãy thấy chị, cái mấy ổng nói thì thấy vậy sao giờ không đâu có đâu. Chào chị Bích. Em chào em Ngọc, chào em Tiên. Hello. Sáng giờ quên tăng clip luôn á. Nữa hả? Trời mẹ ơi. Vậy là anh phải công chiếu với thầy thôi. Cho vô nhà đi cửa đúng chú Tiểu. Này ha. Xong anh nhớ lấy giấy ướt này cho anh nhớ này. Nó lau vào cho sạch. Đúng rồi, em là ngày đầu tiên. Bà chị coi video là chị thấy em nói ếch ơi thắp hương cho chú trước đi, là gì hay là cúng cho chú trước đi mà. Bữa nay mình đổi lại thắp hương cho chú trước, xong đó mình dọn dẹp vệ sinh bằng hơi rồi hai cái lát mình cúng cho chú, mình thắp hương cho chú lần nữa cũng có sao đâu. Chị nghĩ đúng không chị? Đúng. Sau này bữa giờ nghỉ không ra đã vô tới mọi cậu một người trình vậy là cũng đủ rồi. Tại sao hôm bữa giờ không nghĩ ra? Tại sao còn không? Cái giấy kia đó mà tối bả ngủ bả không có mở cửa. Chú Tiểu. Tại vì chú Tiểu nhàn ghê. Cậu ơi cho con cắn view coi. Mày xuống đây, mày xuống đây, mày lo một tao một kiểu con Will coi. Cái giấy đẹp để đi cho anh lau đàng hoàng đúng không? Đúng. Giấy sạch đàng hoàng. Vợ nhà cơm tấm no lòng. Phải không hết? Buồn là khổ nước ăn xong đói liền đó. Gì ghê vậy chị? Chị nói đúng không? Đúng dạ. Không? Cái kiểu này im hôm nãy mất luôn ông bà kìa. Con vô Tiểu. Em có nói gì không mà anh Ngọc nói.
Ờ rồi nghe hít như vậy nè. Ủa, cái cây đèn này hình như mình pha cái dầu của nó màu trắng không nè? Màu trắng. Cái đèn màu trắng đẹp ha. Cái này chị không có lên cái dầu pha lê. Cái đèn dầu pha lê. Không có lên cái dầu pha lê. Này ít sớm lắm cưng. Chắc ảnh lo gia đình. Mà dạo này thấy ảnh đi chạy mà ảnh phim cao nha, chắc kệ bữa mặt trước đi chạy vô ảnh đi. Thôi mà nó quen tới cái giờ đó rồi, giờ đi chạy cũng được. Chở. Mới nói đi chạy hả? Chú cho rụng cái cạnh lên. Rồi đó. Nói rồi. Em mới đang nói là đi viết quen là mới nói vậy kia. Rụng liền. Rồi vậy là chú cho cái lọc đây chạy của anh mà. Không cắm như được bỏ sao cắm được cơ? Đã giải rồi mà cắm gì em? Này là chú kêu là đang về lòng về nhà đi con. Ừ, cái cuốn á. Để của anh không có lấy ra chưa? Ăn cắp luôn. Đọc nè, cái lọc đó là cái cây này nè. Cái lọc đó là chú kêu là không ăn cắp nha. Ai là người tôi yêu. Vậy hả vậy? Trồng cái cây này là đúng luôn á, đúng theo ý của cậu luôn á. Chứ em kêu đúng rồi. Chứ em kêu chị không lo hết giờ mà là trong em chị cũng nói vậy, nói là cái cây này thì chắc là một, thứ nhất là màu tím, thứ hai nữa là xung quanh là đều trồng nhiều hơn so với những cái cây khác. Chị nhớ hả, mà em đứng đây chị qua em nói trên clip không? Đúng cái tuồng của ổng luôn là ai người tôi yêu. Thì đó. Trên đây là mà vậy là cái cây lá bạn có trong tuồng luôn hả chị? Có trong tuồng ai người tôi yêu á. Ai người tôi yêu? Tại vì trong khán giả bình luận á nó là đúng cái tuồng của cậu. Mà chị có coi cái tuồng đó chưa? Thì bởi vì em mới nói là chị coi mà chị quên á, chị quên rồi. Cái cây lá bạn mà đọc lên cho nó chưa mà đọc lên. Mà nói cái tuồng này là thì đó. Đúng tâm trạng mà chú á, ví dụ như là em tính kêu chị cái à ở Hoài Diêu vậy, cái rạp vậy nó là cũng muốn cho y như cô chú ở đây không có rạp thì chú cũng đều y như là ai cũng giống ai, nên là cái cây mà lẻ bạn này á, là cũng một phần là xung quanh là nhiều lẻ bạn dữ lắm nha, xung quanh là nhiều lẻ bạn. Chú Hay Sa đâu nè, chú Nam Hùng cũng có cây lẻ bạn trong đó, thấy không, là na cái cây lẻ bạn này được trồng nhiều lắm, là chú Đấu nè, xung quanh là lẻ bạn nhiều lắm. Đúng luôn đó, đúng cái tâm trạng của luôn nói vậy đó. Mà cái đặc biệt á, cái kia lẻ bạn á, một của chú Đấu nha, chỉ có hai cây vậy thôi, hai cây. Ừ. Mà sao kỹ ta? Không, kiểu lâu lâu do người nhà như cái ta chăm sóc thôi. Chưa đúng hai cây đúng không? Ừ. Chưa mở ra xem nữa. Ta thấy người nhà cũng hay lên. Đây. Ở đây nha. Giờ em đi ấy nước. Bữa nay siêu mẫu nghe nói lên hả ta? Nhật mà giờ chưa thấy siêu mẫu luôn hả nè. Mệt chứ. Bữa nay em không dám mua đồ sáng trước, tính mua rồi. Xong em nói thôi, bây giờ không dám mua. Hôm bữa siêu mẫu á, em mới vừa ăn sáng xong, tại em đi sớm em mua. Trời ơi, siêu mẫu mua hả 6-7 hộp bún thịt nướng. Hôm nay chú Ngọc có ăn gì chưa? Nói chú ăn rồi con. Làm em cũng phải ăn nữa. Rồi không ăn đó thì em buồn. Phụ lòng em là phải ăn. Em nói thôi bữa nay từ từ rồi ăn. Chút có gì thì đi mua đồ ăn. Ừ, không mua thì mình mua để mất công. Nhắn tin chạy quá cái hả? Em cắt là sao cắt hình khúc nữa hả? Đó, ta làm ẩm thực Việt Nam không thấy là cắt cái gì? Em cắt cái gì ạ? Hả? Tiện hả? Chứ sao không ship lại thôi? Không vừa. Sao mà cắt ra? Cắt ra nó đẹp.
chết luôn. Anh bỏ vô bình thường. Mà bữa nào mà anh không ăn luôn mới lạ. Ai? Ai ai bỏ cơm vậy? Anh chỉ cần 247 thôi. Hết rồi. Cà phê sữa tan. Cà phê sữa tan rồi nha mọi người. Ủa em mua cà phê sữa em cũng chú rồi chứ. Anh là anh chú qua mình với cháu rồi mà. Đây, bà đặc biệt bà Thiên Tiên lạ cái là bà thích mua nhưng mà bà không thích kêu là cúng nha. Bà mua nhưng mà không có cúng. Ừ. Vậy chứ chị, chú chị, biết hết rồi. Chú biết hết à, yên tâm. Không, anh mới bây giờ mới nói là bánh ít là tiền không thua hết à. Tiền không của nhái gì hết đâu. Tóc xúc xí. Nó phải là tóc xúc xí, là tóc dễ thương. Tóc trắng tươi. Dạ, dễ thương. Ngọc đen hủi đen hôi. Nó nói tóc của cậu không trời đó. Ngọc đen hủi đen hôi hả? Nhưng mà chị Hồng Loan là muốn bột là hơi dính là đẹp liền. Nhậu chết tối điện thoại anh nó có kêu anh đi ngủ không? Không. Điện thoại em bên em với tối gần 11 giờ đã kêu dịch máy đi ngủ luôn á. Cái này à? Chứ không nó nổ quá vợ đó. Nó kêu vậy là nó chuẩn bị nổ đó cưng. Em cố tình nói. Mà nhưng mà hỏi này ngộ không á? Ngộ ngộ. Lại con đêm sạc lâu vô nha, mỗi ngày sạc rất là mau vô, con đêm sạc rất là chậm vô luôn. Không vô đâu, tại sạc bởi vì chứ đông đêm nó sạc nửa tiếng luôn. Bánh mì gì vậy? Mì mặn hả? Anh bị vấn đề liên quan tâm linh rồi. Đổi điện thoại khác đi. Nói chung là coi giờ anh đổi cái cục sạc á. Cái cục sạc đó sạc lâu chưa? Cái cục sạc của em sạc đúng nhanh luôn. Nếu mà vậy thì nhiều khi anh đi ra ngoài cho nó kiểm tra lại. Nó sẽ đổi cái cục khác cho anh. Còn sớm nha, chứ không để tới hết thời hạn cái thời gian bảo hành. Nhưng mà ban ngày thì sạc cái cờ mau vô nha. Thì em mới nói anh đi ra ngoài kiểm tra tại người ta ban ngày đêm gì cũng y chang nhau à. Thì đó. Nên đi kiểm tra. Rồi, là phải tự mua đó. Phải nói sao mà ban đêm sạc sao nó lâu. Nó vô nhưng mà điều nó lâu. Mình nói rõ để nó đổi lại cái khác cho mình liền. Ừ, anh phải đi liền. Chiều anh đi đi. Đúng rồi. Tại điện thoại người ta đó là à ý là ban ngày chứ mà ban ngày anh sạc ở đâu? Sạc đây là chú nói nè. Cái ngày cho mày sạc đại đang vô có gì giữ mộ đúng không? Từ từ thôi phải không? Chị Bích nói khỏe đó người cho chị Bích.
qua chị Hồng Loan lên trên phòng được hẹn anh đó. Ủa thì em cũng lên mà, qua em lên trên phòng em quen chị con được hẹn rồi ta. Ra chưa, ra hết chưa hả? Ủa mà chị qua vô sớm mà chị qua đâu ta? À, vô chưa? Vô rồi, con dạ. Ngồi chảnh kìa. À chắc qua bên bà ngoại quá. Dạ, dầu chắc hơn mình đem xuống đó mình để lên luôn á. Mình còn mấy cái hùng trống á, cái hùng này trống rồi nè, mình đem xuống cho gọn. Ui da, ủa cái chổi đâu ta? Hồi nãy chắc, tại chắc quét dít cái chổi lên thôi. Đúng rồi đó. Cái gì mới cầm cái chổi lên nè, nãy ai quét nó ai biết. Tại cái chổi nó ướt nè, nó quất qua quất lại. Ờ quá, nấu vàng hôm nay đi sớm kìa ta. Chuyện lạ. Chắc vậy. Nấu vàng. Xong giờ đi thắp hương ở đây. Em nói anh nghe này nè, dạ. Chốt anh đốt nhang cái anh mời chú bánh ít lại với lại cà phê sữa nha. Nãy em giấy có bánh ít không? Em giấy có bánh ít không? Đó ngay đằng trước á. Biết sao không? Em nói em hồi chưa giấy em nói để cúng còn bơi sữa, tại lâu rồi không cúng, tự nhiên cái hồi giấy quên. Bình thường có bánh không, bữa nay có cà phê sữa cái quên. Đâu có, mình mời như người này mời lỡ mà mời không đúng mình không nhận được thì người kia mời nhận được thôi. Thì chớ anh nói gì đúng mà, thì chú nói có 5 cái bánh ít mà hết đứa này mời tới đứa kia. Thôi đi ông ớt đi.
nói chuyện quá dễ thương. Dạ mình lựng quá trời. Thì đó thì đúng rồi, mình chạy cho đúng không? Dạ. Nó ăn cái bánh ít là mà hai chồng hết đứa này mà cái đứa kia mà. À, quá trời nói chuyện dễ thương. Sao bữa nay động lực nào khiến anh Áo Vàng đi sớm? Sớm động lực lạ, qua, nghỉ nhà nghỉ. Lạ, đúng là lạ thì tuần lễ, mấy tuần lễ. Nó là của ai? Tôi của ai? Đúng tên vô. Tên chị. Tại người ta muốn là tặng ai đó mà sao? Giờ cậu con gái đúng không? Ngày qua vui nha. Ai kia là ai? Tờ ý nói là 15 mét không chịu tặng cho khán giả đó 15 mét. Tính là mới sáng sớm mà khẽ này. À tự chị xào đúng không? Ngọc lấy lâu rồi mà. Ở đây cúng của chú anh chị. Hết cúng. Buổi sáng thì bánh ít nè, bánh mì, rồi chị Nhi là bún xào, rồi cà phê sữa rồi. Anh em mỗi người một món, mà bữa nay thì có chuyện là anh Dông bữa nay tự nhiên đi sớm nè. Quá lạ, không biết là chuẩn bị có gì xảy ra đây. Là chiều nay anh về sớm hay sao? Chiều nay có về sớm không anh? Không luôn, rồi cái này còn lạ dữ nữa. Hỏi câu này là thấy lạ hơn là cái câu đầu. Báo chưa? Bữa nay ta nghỉ mà, áo đỏ gì, ngày mai rồi. Ngày mai bắt đầu ta mới làm đúng không anh? Rồi thôi, cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành nha. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Thôi đi, có đi chủ nhật có đi sớm đâu, tự nhiên chủ nhật nay đi sớm. Sớm của anh cũng 7 giờ mấy chứ đâu có sớm của anh là 6 giờ mấy. À, anh Minh giờ chưa tới nữa. Minh phải quằn quá sao vậy nổi. Trời ơi, chết chứ.